tính tổng dãy số các đều lớp 3. Thì thứ nhất các bạn phải biết dãy số các đều là gì. Ví dụ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì đây gọi là dãy số các đều. Dãy số các đều là một dãy số nè, thấy không ạ? Tất cả đều là những con số nè. Và số sau, các bạn nhìn thấy không ạ? Số sau, muốn tìm số sau thì ta lấy số trước cộng thêm mấy ạ? Cộng thêm 1. Cứ tiếp tục như vậy, cộng thêm 1, tiếp tục cộng thêm 1, tiếp tục cộng thêm 1. Thấy không ạ? Đó, thì người ta gọi là dãy số các đều. Ok chưa? Vậy để tính tổng của nó thì các bạn, mình cho ví dụ tổng nha. S bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng .. đến 9. Thì cách thứ nhất ở đây mình cho số 8 nữa đi để các bạn hình dung. Cách thứ nhất đó là các bạn dựa vào tính nhân. Thì để giải quyết bài này mình sẽ tính như sau. Thì các bạn thấy số 1 nè với số 8 thì được mấy à? Được 9. Số 2 đi với số 7 ở đây là được 9. Tiếp tục như vậy ta sẽ tính được. Vậy S bằng 1 cộng 8 nè, 2 thì cộng với 7 nè, 3 thì cộng với 6 nè, 4 thì cộng với 5. Vậy số 9 này không có đi với ai thì viết lại. Sau đó các bạn để cái dấu ngoặc nè. Đó, để cái dấu ngoặc thì sẽ ra bao nhiêu à? Đây ra 9 nè, đây ra 9 nè, đây ra 9 nè, đây ra 9 nè, và cộng 9 viết lại. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5, số 9 chính là 5 nhân 9. 5 nhân 9 thì các bạn nhẩm bảng của chương nhân nhân 5 hoặc là bảng của chương nhân 9 giúp lợi thì ra 40, 15. Đó là cách 1. Cách 2, các bạn có nhiều bạn người ta thấy rằng ủa, 1 đi với 9 nó sẽ tốt hơn đúng không ạ? 1 đi với 9 nó sẽ là số đẹp hơn. Vậy mình sẽ dùng cách 2. Đó là 1 đi với 9 nè, 2 đi với 8 nè, 3 đi với 7 nè, 4 đi với 6 nè, 5 đi 1, một mình. Và đóng ngoặc lại để các bạn tính cho nó dễ. Vậy bạn, đây 10 nè, cộng 10 nè, cộng 10 nè, cộng 10 nè, đây 5 viết lại. Vậy bằng 1, 2, 3, 4, 4 số 10, vậy là 4 nhân 10 cộng 5. Được chưa? Phép nhân và phép cộng, ta làm phép nhân trước. Vậy là 4 nhân 10 ra 40, cộng cho 5 thì ra 45. Được chưa? Cách 3, đó là S bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng .. đến 7, 8, 9. Thì để dùng cách 3 thì các bạn phải thuộc lý thuyết. Đó là các bạn phải xác định số hạng đầu. Thì các bạn nhìn vào cái dãy này được sắp xếp theo chiều tăng dần đúng không ạ? Số hạng đầu là cái số đầu tiên đó. 1. Số hạng cuối, đó là số cuối cùng đó, là số 9 nè. Và khoảng cách 9 bằng gì à? 9 bằng số hạng thứ hai trừ đi số hạng thứ nhất. Số hạng thứ hai trừ đi số hạng thứ nhất là 2 trừ 1 bằng 1. Tiếp theo đó là số lượng số hạng. Có nhiều giáo viên gọi là ghi là số hạng cũng được nha các bạn. Thì sẽ bằng công thức như sau. Lấy số hạng cuối trừ ghi số hạng đầu. Tất cả chia cho khoảng cách rồi cộng 1. Vậy sẽ bằng nè. Số hạng cuối là số 9. Bạn 9 trừ đi số hạng đầu là 1, chia cho khoảng cách là 1 rồi cộng 1. Phép tính đã làm trong ngoặc rồi tới phép chia rồi tới phép nhân. Thì ra bao nhiêu à? Ra là 9. Sau đó áp dụng công thức tính tổng. Tổng bằng số hạng đầu cộng số hạng cuối. Tất cả nhân cho số lượng số hạng rồi chia 2. Vậy mình sẽ có S sẽ bằng, tổng sẽ bằng số hạng đầu là 1 cộng số hạng cuối là 9 nhân cho số lượng số hạng là 9 rồi chia 2. Phép tính đã làm trong ngoặc
rồi tới phép nhân, rồi tới phép chia ra bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn.